Xin chào tất cả các bác nhá. Thì tối hôm nay em có ba cái món trái cây đều là của nhà hết các bạn. Thì hôm nay em sẽ so sánh chất lượng của bơ sáp muộn. Đây, cái bơ sáp muộn này bác này. Đây, em định em bỏ ra rồi nhưng mà em lại nhớ đến là có rất nhiều bác ý kiến rằng là chưa có so sánh cái bơ sáp muộn đấy với cả cái bơ nào cả. Thì hiện tại bây giờ thì thời điểm này á, tháng 11 này các bạn, bây giờ là thời điểm tháng 11. Thì gần giữa tháng 11 rồi. Thì em so sánh cái bơ bút đi. Bơ bút với bơ sáp muộn các bác nhé. Này bơ sáp muộn. Đấy, gần giữa tháng 11 em đang nói là giữa một dương lịch các bác nhé. Thì đây là bơ bút, hai trái bơ bút. Này, hai trái bơ bút. Hai trái bơ bút rất già. Không hề bị thối hay bị ảnh hưởng gì cả. Đấy. Bên cạnh đây là cái đĩa lá thái. Thì tiện thể là em mời các bác ăn na thái nhé. Na thái là na thái trái vụ đấy, nó còn một số cái trái nó xót trên cây nhưng mà ăn nó tuyệt vời lắm các bạn, ăn rất là ngon. Sau thời gian ép cây na thì cái trái này là cũng khá là to, trái này 7-8 lạng đây, thì cơm rất là đẹp tuyệt vời các bạn nhỉ. Đây khoe các bạn tí, ăn đúng ngọt như đường luôn đấy. Ai nói na thái không ngọt thì xem xét lại các bác nhé. Đây na thái đây, ăn tuyệt vời. Mục đích chính hôm nay là em sẽ làm một cái video để so sánh chất lượng của bơ sáp muộn và bơ bơ bút bảy. Này, trái này thì tầm khoảng 3 lạng rưỡi, 3 lạng rưỡi 4 lạng gì đấy, nhưng mà trái này tương đối to, trái này chắc tầm khoảng 5-6 lạng, trái này khoảng 6 lạng các bạn. Bây giờ em sẽ bỏ cái bơ bơ sáp muộn trước để test thử cái chất lượng. Đấy. Về thời điểm thì thu thì nó gần gần tương đồng với nhau các bạn. Có bơ bút thì có thể thu từ tháng 9. Đấy, thì ai mà neo trái được thì về đến tháng 11 này. Còn bơ sáp muộn thì thu vào tháng 11 này các bác nhé. Đây. Trái bơ sáp muộn nó chín này nó có màu tím. Nó chín này nó có màu tím. Trái này thì trao đổi các bác luôn là nó rơi từ trên cây xuống các bạn, xong rồi nó bể đây này. Tại vì cái bơ sáp muộn nó có đặc thù là nó tím ở trên cây nó vẫn còn giữ. Đấy, nên là có phải đến 10 ngày nửa tháng nữa từ khi nó tím ấy là nó vẫn không rụng. Đây em bổ các bác xem. Đây. Đây 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 đây. Đây, chất lượng bơ sáp muộn đây. Ban đêm thì nó màu nó hơi nhạt nhạt tí thì các bác thông cảm. Đấy. Đây bơ sáp muộn. Nhìn nó cũng tương đối giống bơ Cuba các bác nhỉ. Nhất là cơm cũng vàng. Hạt cũng bé. Đấy. Mịn. Chỉ đen thì có hơi hơi một tí thôi. Đấy, thằng mơ sắp muộn này đặc thù nó là vỏ nó dày và nó không bị lứt như là 034. Đấy, thời điểm nó thu thì cuối tháng 10, đầu tháng 11 dương lịch. Này. Bơ sáp muộn đã bổ ra thì tao có cảm giác là nó không được sáp dẻo cho lắm đây. Này cho các bác này. Các bác thấy nó có ánh ánh cái nước nước tí không? Nó giống y bơ Cuba các bạn, như bơ Cuba. Bây giờ em sẽ ăn thử các bác nhé. Này, thằng sáp muộn đi. Đấy, sáp muộn thì nó vẫn có một cái điểm yếu rằng nó bị để cái vỏ lại ở trên cái thân của cái bơ đây. Nên là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta phải phải lấy cái thìa hoặc là lấy cái gì ta cạo cái này đi này. Đấy, cái này là cái điểm yếu so với bơ Cuba đấy. Nhưng đây là chúng ta đang so với bơ bút các bạn. Đấy, đang so với bơ bút chứ không phải bơ Cuba. Giờ em sẽ ăn thử cái chất lượng bơ. À quên em chưa nói thêm nữa là cái bơ trái bơ sáp muộn này nó tầm khoảng 6 lạng. Đấy, 6 đến 7 lạng gì đấy. Khoảng đấy em thì em không có cân chi tiết cụ thể nhưng bơ sáp muộn thì trung bình của nó thì cứ khoảng 6 7 lạng đến 8 lạng đấy, độ to của bơ sáp muộn là như vậy. Này bây giờ chúng ta sẽ ăn thử bơ sáp muộn thì được cái là cái vỏ nó cực kỳ dọc này, chỉ cần gọt tí vào cái vỏ nó bong rồi lột phát là hết cả trái luôn. Này mời các bạn thử bơ sáp muộn nhá. Con ăn hả? Bơ sáp muộn thì ăn nó tương đối là dễ ăn các bạn, thơm. Thơm và dễ ăn. Em sẽ cho người hàng xóm của em thử miếng nữa. Đây, đây, đây các bạn này. Ăn thử xem. Ngon không? Ui, quá tuyệt vời nhỉ. Đây các bạn này. Nó không được dẻo lắm các bạn.
độ dẻo nó vừa phải. Độ dẻo nó vừa phải, không được dẻo lắm. Vâng, em lại tiếp tục các bác nhỉ. Thì vừa nãy có cuộc gọi á, thì em ngắt đi máy đi và em nhận đi cuộc gọi của một số các bác trao đổi về cây trồng vật nuôi. Thì buổi tối thì em khá nhiều cuộc gọi nên là làm video buổi tối là thường là sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Thì đây các bác nhìn thấy cái bơ sắp muộn này các bác thấy nhỉ. Đây. Cơm của nó cũng tương đối là mịn, đúng không? Cơm nó tương đối là mịn. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Mịn nó từ gần gần như là bơ Cuba đấy. Rồi khá là dày, hạt nhỏ. Đấy. Vỏ cũng dày. Và thằng bơ sắp muộn này nó có một cái điểm là nó ít bị lứt các bạn, ít bị lứt, ít bị chích, ít bị bọ xít chích và ít bị lứt trái. Cái vỏ nó dày này các bạn này. Đấy. Khi mà chúng ta hái về chúng để thì nó khá là lâu chín đấy các bạn. Khá lâu chín, chắc cũng phải 5 6 ngày, 7 ngày nó mới chín đấy. Và khi nó ở trên cây các bạn, ở trên cây ấy, kể cả nó có tím rồi thì nó cũng không rụng. Nên là đặc biệt của cái thằng bơ sắp muộn này là rất ít khi mà rụng xin ý. Về cái tốc độ đeo trái, tốc độ mà ra quả và đậu trái thì bơ sắp muộn có thể nói là một trong những giống bơ mà đậu trái khủng nhất trong tất cả các giống bơ. Này. Cái này mà các bác mà đến các bác nào mà không thích ăn bơ bút thì chúng ta sẽ lựa chọn cái bơ sắp muộn này, tại vì trên thị trường cái thời điểm mà để thu hoạch thì chỉ có bơ sắp muộn này với bơ bút thôi. Đấy, mà bơ bút thì cũng đã vãn vụ rồi các bác nhỉ. Đấy. Bác nào mà không thích ăn bơ dẻo ấy, mà ăn thích ăn bơ nó vừa phải mà ăn nó ngọt ngọt ấy, nó thơm ấy, thì bơ sắp muộn là lựa chọn số 1. Còn nếu không thì chúng ta làm sinh tố cũng rất là tuyệt vời. Đây bơ sắp muộn các bác nhé. Đây là cái trái bơ. Đây là cái trái bơ bút em vừa bổ ra rồi. Đây, chào đổi các bác, em vừa bổ ra. Đây. Đấy. Đây là cái trái bơ bút. Em sẽ bỏ một miếng bơ sắp muộn sang bên này để em so sánh cái độ vàng của hai cái dòng bơ này. Đây. Đây là cái trái bơ bút và cái trái bơ sắp muộn này. Thì cái này mà đầu tiên chúng ta nhìn vào thì cơm độ vàng thì nó cũng gần gần tương đồng các bác nhỉ. Đấy, bơ bút thì cái màu vàng của nó bám ra ngoài rìa nó nhiều hơn. Còn bơ sắp muộn thì màu xanh của nó bám ra rìa nhiều hơn. Đấy, bên trong của nó thì cũng tương đối vàng. Đây, em so sánh cái này đi. Đây. Về cái hạt thì bơ bút hạt tương đối to. Đấy, tương đối to. Nhưng mà cái bơ bút này nó có cái đặc điểm, ưu điểm là nó lại có cái vỏ ở cái hạt nó lại dính vào mấy cả cái hạt luôn. Chứ nó không có dính ra cái cơm. Đấy, đây này các bác này, đấy, cái vỏ hạt đây này nó dính ra cái cơm. Dẫn đến là nhìn cái trái bơ bút khi mà mình bổ ra đôi ra là bao giờ cái trái bơ bút nó cũng sạch. Này, nó sạch như này, đấy. Nên khi mà chúng ta ăn chúng ta không cần phải lạy cái vỏ ra. Đấy. Không cần phải lạy vỏ. Đây, so sánh màu này, đấy. Về cái độ dày của cái vỏ thì nó tương đối giống nhau các bác. Đấy, tương đối giống nhau này. Đấy, tương đối giống nhau. Độ dày của vỏ tương đối giống nhau. Khi chúng ta bổ ra thì bơ bút cũng không phải là khô hoàn toàn đâu. Nó vẫn có cái đi một cái chỉ nước đây này. Đấy. Nhưng mà khi ăn thì bơ bút rất là dẻo. Em sẽ ăn thử cái bơ bút này các bác nhé. Bơ bút này khi ăn thì nó tương đối là dẻo. Nó dẻo đấy. Đấy. Rất là dẻo. Dẻo lắm các bạn. Dẻo khô. Ăn sẽ như em ăn bơ bút này sẽ nhanh ngán. Tại vì em không thích ăn bơ dẻo lắm. Đấy. Nên là khi ăn cái bơ bút này thì nó tương đối nhanh ngán. Còn khi mà ăn cái bơ sắp muộn này này. Thì nó sẽ dễ nuốt hơn. Dễ nuốt hơn. Đấy. Dễ nuốt hơn mà dễ ăn hơn. Đấy là tùy từng người các bác nhé. Em thì em không thích ăn dẻo thì em trao đổi là em thích ăn cái thằng bơ sắp muộn hơn. Còn bác nào thích ăn bơ nó dẻo. Ăn thích ăn bơ dẻo thì ăn bơ bút này sẽ ngon hơn. Mà ai cũng phải công nhận rằng bơ bút chất lượng cơm rất là ngon. Tuyệt vời luôn. Đấy. Nên là qua đây chúng ta có thể thấy rằng là bơ sắp muộn thì cũng có nhiều cái ưu điểm. Đấy, từ tỷ lệ đậu trái này. Rồi trái to này. Bơ sắp muộn thường là to hơn bơ bút một chút các bạn. Bơ sắp muộn thường trung bình khoảng 7-8 lạng. Nhưng mà bơ bút thì trung bình của nó khoảng 5 lạng thôi. 5-6 lạng thôi. Trên một cây, em tính trên một cây đấy. Còn nói về cái sản lượng bây giờ thì bơ bút rất là nhiều, còn bơ sắp muộn thì cũng chưa có nhiều các bạn, chưa có nhiều. Nên là
các bạn cũng tính toán để lựa chọn để chúng ta lên trồng nhé. Về cái vấn đề mà đậu trái thì bơ sắc muộn có ưu thế hơn bơ bơ bút, tại vì bơ sắc muộn rất dễ đậu trái. Đấy, rất dễ đậu trái, dễ chăm. Còn bơ bút thì rất là khó bác nhé. Bơ bút mà chúng ta làm chuẩn được một trái bơ bút mà đạt tiêu chuẩn rất là khó, từ khâu làm bông làm trái rất khó, và bơ bút hay bị rụng xi lý, như từ khi nó ra thì nó sẽ rụng từ khi nó nhỏ nhỏ bằng ngón tay, rồi bằng ngón chân, rồi bằng cái quả trứng gà, đều ba bốn đợt nó rụng như thế. Khi nào nó vượt qua được bằng cái quả trứng vịt ấy, là đa phần là trái bơ bút sẽ không rụng nữa. Đấy. Nên làm bơ bút tương đối khó, rất khó. Đấy. Về cái vỏ thì tương đối đồng đều, màu cơm thì cũng tương đối đồng đều. Về độ dẻo thì bơ bút hơn bơ sáp muộn các bác. Về độ dẻo thì bơ bút hơn bơ sáp muộn. Đấy. Thì bơ bút dẻo hơn. Đấy. Về độ béo thì em thấy tương đối đồng đều nhau. Đấy. Bơ bút thì ăn nó dẻo, nó béo, nhưng mà bơ sáp muộn thì ăn nó có vẻ nó mùi thơm. Có cái mùi thơm nó đặc trưng của bơ, và nó cũng béo, nhưng mà độ béo sẽ không bằng bơ bút được. Đấy, trao đổi các bác thấy nhé. Đấy. Nên là bơ bút dẻo hơn, bơ sáp muộn sẽ không dẻo bằng. Đấy. Thì để một số cái so sánh, mặc dù kể cả nó có khập khiễng hoặc là một số bác có ý kiến khác thì chúng ta cứ comment nhé. Em đây này, em hôm nay thực tế này em bổ hai trái bơ. Đấy, một giống bơ là em gọi là bún bơ sáp muộn, còn một giống bơ là gọi là bơ bút bảy, để so sánh chất lượng. Đấy, thì cũng tùy theo từng sở thích của mỗi người. Đấy, chúng ta có thể là trồng hai giống, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn cái giống nào phù hợp với thổ nhưỡng, rồi với khả năng chăm sóc của mình. Tại vì có rất nhiều người trồng được nhưng mà chưa chắc đã chăm sóc được, nên là chúng ta lựa chọn cái gì dễ chúng ta làm. Còn có những bác mà xác định là đánh vào cái thành phần thật ngon, đấy, thích bơ dẻo và chất lượng thơm ngon thì chúng ta trồng bơ bút cũng được, ok các bạn. Và đấy cũng em thì em cung cấp cả giống của hai loại bơ này luôn các bác nhé. Đấy, giống chồi bơ bút rồi bơ sáp muộn. Thì bác nào có nhu cầu thì chúng ta gọi cho em số điện thoại là 0989 037 167. Đấy, các bác cứ gọi hoặc là nhắn tin cho em là cần giống hoặc cần chồi ghép gì đó thì các bác cứ nhắn tin nhé. Rồi, các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ em sẽ oánh chén hai giống bơ các bác nhé. Và mời các bạn ăn bơ nhé. Và cuối cùng chúc các bác là có thật nhiều sức khỏe, làm cây ăn trái thật thành công và đem lại thật nhiều lợi nhuận kinh tế để phát triển gia đình các bác nhé. Chào tạm biệt các bác.